Xin chào các bạn đang đến với talk show Người Trong Muôn Nghề và mình là Nga Lê Vy. Ngày hôm nay thì thay vì như thường lệ chúng ta sẽ có cuộc nói chuyện với khách mời thì đầu tiên khoan hẵng nói chuyện. Chúng ta hôm nay mình có một cái món đồ chơi này. Giới thiệu các bạn đây là một chiếc kính VR và hôm nay xin mời các bạn cùng trải nghiệm với Nga đi du lịch ở Nhật Bản nhá. Đây. Chúng mình sẽ thử cái công nghệ VR này. Mặc dù cái kính của mình nó tương đối là rẻ tiền thôi nhưng mà mình hy vọng là ok. À, mình đang đứng ở một cái con phố mua sắm rất là đông đúc ở Nhật. Mình có thể quay ra đằng sau, quay ra bên phải bên trái nữa. Có đông người quá. Đúng là như thật các bạn ạ, trải nghiệm như thật, tức là mình không thể vào đây để ăn một món thôi. Ok, anh chàng tour guide đang ở dưới đây, anh ấy bảo là mình quay sang bên này đi. Đây là một cửa hàng rất là đáng yêu, có nhiều đồ lưu niệm đẹp. Ok. Một trải nghiệm rất là tuyệt vời các bạn ạ. Mình vừa cảm giác như là mình trải qua một cái chuyến du lịch Nhật Bản thực sự vậy. Chỉ có điều là mình không được xà vào các hàng quán mùi thơm hấp dẫn để mà ăn các cái món ăn Nhật mà mình rất thích thôi. Còn lại thì mình hoàn toàn có thể nhìn thấy đồ đạc rất dễ thương này, rồi rất nhiều hàng lưu niệm và rất nhiều người qua lại. Thậm chí là có thể quay sang trái, quay sang phải, quay ra đằng sau cũng nhìn thấy mọi người hết. Mình nghĩ là trong tương lai những cái công nghệ như là AR, VR này thì nó không chỉ đem lại cho chúng ta những cái trải nghiệm thực sự là thực tế như vậy mà nó còn mở ra nhiều cơ hội về mặt câu chuyện nghề nghiệp nữa. Thế thì mình nhận thấy là trong thời gian gần đây thì có một cái xu hướng mà mọi người đang rất là quan tâm, một cái từ khóa đấy gọi là Metaverse. Sau khi mà Facebook mới đổi tên thành Meta thì mọi người đang nói về Metaverse rất là nhiều. Vậy thì Metaverse là gì và Metaverse sẽ có thể thay đổi cái câu chuyện nghề nghiệp tương lai của chúng ta như thế nào? Ngày hôm nay thì người trong môn nghề team đang mời đến đây một vị khách mà mình tin là rất phù hợp để trả lời những cái thắc mắc đấy của chúng mình. Đấy là anh Nguyễn Ngọc Linh, CEO và founder của công ty cổ phần Việt Tương Tác, một agency sáng tạo chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ tương tác cho các nhãn hàng lớn như là Honda, Lotte, Vincom. Anh Linh ơi, anh có thể giới thiệu một chút về bản thân cho các bạn khán thính giả được không ạ? Xin chào các bạn, mình là Linh. Hiện giờ mình đang điều hành Việt Tương Tác, một agency. Bên mình chuyên tư vấn các công nghệ tương tác dành cho các nhãn hàng. Thì bên mình cũng có áp dụng các cái công nghệ và kỹ thuật như AR, VR, rồi thì phối hợp với cả điện tử, hệ cảm biến hay là thậm chí cả machine learning vào cái campaign nữa. Thì AR, VR thì nó bên mình cũng đã tiếp cận được khoảng 3-4 năm rồi. Đấy thì rất rất vui hôm nay có thể chia sẻ với các bạn về Metaverse. Em nghĩ là em rất là may mắn tìm được anh Linh bởi vì anh có vẻ là một người cực kỳ phù hợp để trả lời câu hỏi đấy. Vậy thì đầu tiên em nghĩ là chúng ta sẽ vào ngay cái chủ đề đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay, đấy là Metaverse là gì? Tại vì thật ra nói thật với anh là em nghĩ mọi người đang nói rất là nhiều về cái keyword này nhưng mà không phải ai cũng hiểu thực sự bản chất Metaverse là gì. Như vậy một người mà đã có nhiều cái kinh nghiệm mà nghiên cứu về nó như anh thì anh có thể giải thích cho một người ngoại đạo như em là tóm lại Metaverse là gì được không ạ? Thì Metaverse thì như mọi người đều biết là bắt đầu câu chuyện đi từ ông Facebook. Facebook thì đưa ra một cái từ khóa đấy và nó trở nên hot hòn hot luôn. Metaverse thì theo anh hiểu thì hiện giờ nó ngoài cái khái niệm từ Facebook đưa ra thì anh thấy rằng nó bản chất nó là một khái niệm mờ và Facebook cũng chỉ là một trong số các đơn vị đang phát triển theo một cái hướng concept nào đó thôi. Thì theo anh thì Metaverse nó sẽ được cấu thành bởi ba yếu tố. Thứ nhất là dùng và trải nghiệm trên công nghệ VR. Trong thế giới Metaverse thì sẽ có những các cái object thay vì chỉ là hiển thị thì nó là interactive object nữa. Và những cái object ấy được lập trình lên. Nó là hoặc là gọi là programmable object. Một yếu tố thứ ba nữa là Metaverse nó phải có các cái đặc trưng của một cái social network. Đấy, và ba cái yếu tố này nó mới cấu thành nên Metaverse. Chứ còn nếu mà chỉ nói riêng về công nghệ VR thôi thì
Thì cái công nghệ này có từ lâu rồi, không phải bây giờ mới có. Tức là nó sẽ là một cái gì đó mà bao gồm có ba yếu tố là VR, là các cái vật thể được lập trình, và thứ ba nữa là yếu tố social network, đúng không anh? Còn bây giờ em nghĩ là mọi người cũng chưa có một cái gọi là định nghĩa chính thức hay là quá là chuẩn về cái gọi là metaverse, Đúng đúng rồi. không Thì anh? Vậy thì nếu mà để giải thích cho dễ hiểu hơn đi thì bây giờ mình có thể gọi là lấy ví dụ về các cái ứng dụng của nó đúng không anh? Tức là metaverse thì sẽ ứng dụng vào trong đời sống hay là trong các cái khía cạnh khác nhau như thế nào? Trước khi đi vào một số ví dụ thì anh cứ giới thiệu qua một chút về các cái đặc điểm của ba cái đặc tính tạo thành Metaverse để cho mọi người hiểu rõ hơn xem là nó khác biệt gì so với những công nghệ hiện tại đã có. Thì thứ nhất là VR, thì như mọi người đều biết nó là một cái cặp kính để mọi người đeo kèm theo hai cái tay cầm. Thậm chí là những cái đời VR trước không phải là Oculus Quest nhé, như HTC Vive đời đời cũ chẳng hạn, hoặc Oculus Rift cũ, thì nó còn có hai cái station để nó theo dõi được cái người trải nghiệm di chuyển trong không gian thật nữa. Thì như vậy là với đôi kính thì chúng ta có cái khả năng đem đến cái khả năng truyền đạt về visual rất tốt, cảm nhận về chiều sâu rất rất là ngon lành, và cái thế giới VR được render 3D, trong cái thế giới thì chất lượng hiển thị rất là tốt, visual ngon, cảm nhận được về chiều sâu không gian. Đôi tay cầm cho phép mình tương tác được với các vật thể, nó khác hẳn so với cách mình chúng ta touch trên màn hình touch screen hay là dùng chuột để chơi như chơi Half-Life hả? Cái cách tương tác nó có chiều sâu chứ không chỉ ở trên một cái bề mặt đấy, nó rất khác. Rồi thì kỹ thuật âm thanh nổi cũng tạo cảm giác không gian tốt, đấy là về VR này. Interactive object thì như trong game thì mọi người cũng có thể tương tác được một chút, theo kiểu Half-Life thì bắn vào con gà nó nổ, hay là đạp vào cái thùng thì nó rơi lung tung thôi, nhưng mà nó chỉ là cách tương tác đơn giản. Còn tương tác với các object ở trong thế giới VR nó cũng sẽ rất là khác. Tất nhiên nó cũng based trên là chỉ là lập trình mà tạo ra được thôi. Đặc điểm về kỹ thuật là như vậy. Thì theo mình nghiên cứu thời gian vừa qua ấy, thì VR cơ bản là chỉ cần với những cái kỹ thuật đấy thì chúng ta có thể làm được khá là nhiều các cái ứng dụng. Ví dụ như là Mark Zuckerberg thì cũng đã giới thiệu về các cái tính năng là gặp gỡ, meeting, họp hành gì đấy. Với cái nhu cầu họp hành chẳng hạn thì nó sẽ khác hẳn so với cái việc là chúng ta gặp nhau trên một cái màn hình. Cảm giác về sự gần gũi không có. Nhưng mà nếu mà các bạn tưởng tượng là chúng ta nhìn thấy nhau trên không gian VR, trên không gian 3D, cảm nhận được là có một người đang ngồi sát với mình, cảm nhận có một người đang ngồi ngay trước mặt mình, cảm giác thì nó sẽ khác hẳn so với việc là gặp nhau qua Zoom. Đấy, gặp nhau trên một cái màn hình phẳng thì nó khá vẫn có cảm giác có một cái bức tường nào đó ngăn cách. Đấy, thì ví dụ cái họp hành riêng chưa nói gì mặt tính năng về cảm xúc, chúng ta đã cảm thấy tốt hơn rất là nhiều. Còn tính năng thì sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có thể có một cái bảng trắng. Lúc bàn bạc với nhau tôi có thể viết viết lên cái bảng đấy, thay vì là một cái bảng trắng chỉ là viết và xóa như thông thường ở ngoài đời, thì các cái vật thể trong cái không gian metaverse này thì chúng ta có thể copy, khoanh vùng, clone ra một cái khác, xong rồi vẽ tiếp các phương án khác, hoặc là thậm chí là họp hành bàn bạc xong là chúng ta có một cái record để rồi họp ấy, thì nó sẽ là một cái sự kết hợp giữa các cái yếu tố vật thể tương tác thật ngoài đời cộng thêm một cái lớp programmable có những đặc tính của như là một phần mềm lập trình. Đấy, thì sẽ có thêm được cái cách tương tác nó vừa tự nhiên mà lại có những cái tính năng tuyệt vời của lập trình của thế giới số. Đấy, thì đấy là ví dụ về họp hành gặp gỡ, hay là chúng ta có thể thưởng thức nghệ thuật ở trên đấy. Các nghệ sĩ có thể sáng tác ra những cái bức tranh, thay vì nó chỉ là một bức tranh nằm cứng ở trong một cái khung hình, thì các cái yếu tố hiệu ứng hoặc là cảm xúc của bức tranh nó có thể tác động lên xung quanh được, rồi thì tác động bằng nhiều cách khác nhau, từ âm thanh tới hiệu ứng thị giác, ánh sáng đủ kiểu. Đấy, đấy thưởng thức nghệ thuật, hay thậm chí game, game cách chúng ta chơi game cũng sẽ rất là khác. Như hiện giờ các bạn biết là game thì mọi người sẽ hiểu là nó sẽ chơi trên một cái màn hình gì đấy,
Cách tương tác thì có thể là qua cái joystick hay là tay cầm hay là touch screen. Nhưng mà game ở trong cái thế giới này nó cũng khác rất là nhiều. Ví dụ như là mọi người cứ cảm giác như là anh thì anh luôn tưởng tượng đến cái việc là khi mà anh chơi mấy cái trò chơi máy bay trực thăng điều khiển từ xa ngoài đời thật ấy, thì ok, anh với mấy thằng bạn anh cùng chơi cái trò ấy thì nói chung là không dám đụng chạm với nhau cả, chỉ chinh phục cách bay như thế nào, cách lượn như thế nào, điều khiển drone ấy. Đó thì anh thì anh luôn thích có một cái màn đấy là điều khiển drone xong rồi bắn nhau đủ kiểu, nó vỡ, nó nổ tung lung tung. Đấy thì anh luôn tưởng tượng được cái việc là anh sẽ chơi mấy cái trò bắn máy bay điều khiển như thế, rất là thích vì anh là fan của Star Wars thì anh rất thích cái bản bắn nhau phi thuyền súng laser được kiểu đấy. Thì trong không gian VR thì những cái kiểu súng laser hay những cái tia laser bắn ra nhìn đẹp lắm, trong VR đặc biệt luôn là những cái game mà liên quan đến bắn nhau đấy, điều khiển phi thuyền điều khiển là rất là thích đấy. Thì anh nghĩ rằng game trong VR nó sẽ rất là khác, game trong Metaverse nó sẽ khác rất nhiều so với phần mềm thông thường của mình trên màn hình. Rồi thì hay là thậm chí chúng ta gặp nhau trong một cái không gian mở, sẽ có những cái bạn làm TikTok, bạn làm vlog, bạn đứng ví dụ thông thường như là vợ mình buổi tối hay xem mấy cái bạn cột sống Gen Z hay kể các câu chuyện xã hội kiểu thế, thì các bạn cứ kể chuyện cho cái tip rất là kinh. Thì bây giờ là vào trong đấy có một bạn bạn đứng ở giữa đám đông xong mọi người quay quanh xong nghe bạn kể chuyện thôi. Cảm xúc mình cũng khá là thú vị, rất hay, và có thể tương tác trực tiếp với nhau được chứ không chỉ là nghe mỗi một chiều bạn nói. Đấy thì mình nghĩ rằng là đấy là một cái kiểu công việc cũng hay. Hay là các hoạt động thương hiệu, đấy, ví dụ như là các thương hiệu thì có thể đưa ra các cái nhân vật KOL ảo chẳng hạn, ví dụ đây của nhãn hàng. Ví dụ một cái ví dụ điển hình như là ở bên Nhật có cái bạn ca sĩ là Hatsune Miku ấy. Đấy, mọi người cứ tưởng tượng là một cái nhân vật fiction, một cái nhân vật mà không tương ứng với một người thật nào cả, đằng sau là một ekip phát triển và nhân vật ý đại diện cho một nhãn hàng. Xong rồi đấy, ví dụ ông là một cái nhãn hiệu nào đấy thì đại loại là nhãn hiệu ấy sẽ tạo ra một cái nhân vật đại diện cho nhãn hiệu đấy đi di chuyển trong cái không gian Metaverse đấy và giao tiếp với mọi người rồi giao lưu với mọi người, thì cái khoảng cách giữa thương hiệu và người tiêu dùng nó sẽ gần với nhau hơn, nó gần gũi hơn theo cách rất tự nhiên hơn đấy. Hoặc là một hoạt động khác có thể dễ dàng nhận ra rằng đấy là hoạt động đào tạo. Ví dụ dạy nhảy này, dạy gym này, thậm chí dạy nghề luôn. Trong HTC Vive có một số các cái ứng dụng mà người ta làm để trải nghiệm, để research cái trải nghiệm thôi. Thì trong số các cái trải nghiệm đấy thì có một cái trải nghiệm là sửa chữa robot. Nghĩa có mấy con robot bị hỏng trong cái không gian đấy, xong rồi mình sẽ chọn cái lề nào, cái vắt chỗ nào, kích hoạt chỗ nào. Đấy thì nó là một cái màn demo để khẳng định được là cái năng lực về việc là đào tạo sửa chữa. Ví dụ chúng ta có thể chuyển thể một cái chương trình đào tạo dạy nghề về cái môn sửa chữa xe máy chẳng hạn. Đấy, nó rất phù hợp trong, hoặc là cắm hoa. Đấy thì cơ bản là ok, gặp gỡ, học hành, thưởng thức nghệ thuật, chơi game, các cái hoạt động như kiểu vlog, TikTok đủ kiểu, có thể chuyển thể lên một cái kiểu format mới ở trên đấy. Hoạt động thương hiệu của các nhãn hàng, là chúng ta có đào tạo nữa, và thực ra là có rất nhiều ngành nghề khác nữa. Em nghĩ là cái hình dung và cái trải nghiệm nó sẽ cực kỳ khác. Ví dụ như em với anh đang ngồi qua một cái màn hình như thế này thì ok, mình chỉ nhìn thấy cũng hơi khuôn mặt của nhau thôi, nhưng mà ví dụ như là mình họp và mình ví dụ sếp của mình chẳng hạn, và kiểu ông sếp ngồi lù lù bên cạnh, kiểu sau này trong cái thế giới Metaverse ông sếp ông ngồi lù lù bên cạnh, thì em sẽ kiểu ôi, không thể dám làm kiểu chat Facebook hay là kiểu làm việc riêng được, kiểu cảm giác rất là thật. Hay là như anh nói, em thấy rất khá là thú vị về cái viễn cảnh là các bạn ví dụ KOL hay các bạn nghệ sĩ chẳng hạn đứng trên một cái sân khấu mà bây giờ không chỉ là một cái sân khấu vài chục nghìn người trong một cái sân vận động nữa,
mà mình có thể là có hàng tỷ người cùng một lúc xem cái cuộc biểu diễn đấy, thì em nghĩ đấy là một cái viễn cảnh cực kỳ là thú vị. Có, em nghĩ là Metaverse có rất là nhiều ứng dụng thú vị, và cái tương lai của nó thực sự là một cái mà chúng ta đều cảm thấy là háo hức. Em thấy gần đây mọi người cũng đang nói khá là nhiều và có khá là nhiều dự án blockchain, và mọi người đang nói là mọi người xây dựng những cái thế giới Metaverse, và trên đấy thì người dùng có thể mua bán trao đổi các cái gọi là NFT, các cái tài sản kỹ thuật số. Vậy thì anh Linh nghĩ như thế nào về gọi là tương lai của các cái dự án blockchain như vậy ạ? Cơ bản thì anh cho rằng là các cái dự án hiện giờ, nói thật ra thì anh vẫn cảm cảm giác là họ chỉ là theo trend thôi. Tuy nhiên đấy cũng là một cái vận động khá là tốt, vì phải có thử thì mới biết được nó như thế nào, và phải có đa dạng sự lựa chọn thì chúng ta mới có thể chọn ra được những cái giải pháp tốt nhất và nó phù hợp nhất. Thì như như ông bạn anh ấy thì mới hôm trước hôm sau ra cái thấy ông đã làm luôn hai dự án về Metaverse kiểu kiểu như thế. Thì Ai cũng làm blockchain thôi ai cũng sẽ đúng làm blockchain thôi, ai cũng sẽ làm Metaverse thôi. Đấy thì như cái như Nga lúc nãy nói ấy, thì có một cái công nghệ gọi là NFT. Thì cơ bản thì hiểu nôm na rằng là nó là một cách thức để chúng ta giữ gìn và bảo chứng được một cái thứ tài sản số nào đấy là của chúng ta, và không bị khó có thể bị thất thoát, bị mất. Ví dụ như ngày xưa bọn anh chơi game trên Võ Lâm Truyền Kỳ VNG ấy, đến một lúc nào đó mà nhà phát hành người ta không duy trì được cộng đồng ấy, người ta đóng server thì tài sản của bọn anh mất hết. Đấy thì ngay trong game nó là như thế. Hay là nếu mà đưa vào cái câu chuyện Metaverse hiện tại thì bét nhất là có thể là anh mua một cái bức tranh của nghệ sĩ nào đấy, cái bức tranh ấy anh gắn trên tường cái phòng phòng, phòng họp của anh, khi khách đối tác họp với anh thì ngồi trong cái phòng ấy của công ty anh, và anh treo cái bức tranh ấy lên để anh khoe được anh có cái bức tranh như vậy. Rồi thì cái bức tranh nó cũng đặc sắc hơn, hiệu ứng nó không chỉ mỗi trong bức tranh, nó bay ra ngoài, nó tạo cảm xúc chung được trong cái không gian đấy. Đấy cũng thú vị. Và ok, cái việc đảm bảo tài sản là việc nên có. Thế anh thấy NFT mà phối hợp được với Metaverse cũng hay. Đấy, thì nó sẽ đảm bảo được cái sở hữu. Và trong Metaverse nó giống như câu chuyện các cái object giống như ngoài đời thật ấy. Nó sẽ liên quan đến cái vấn đề sở hữu rất là mạnh. Và NFT nên là một thứ phối hợp với Metaverse để đảm bảo được cái sở hữu đấy. Ok, vậy là từ đầu đến giờ thì em nghĩ là mình đã hiểu một cách tương đối là sơ bộ về cái khái niệm Metaverse rồi. Thì Metaverse tóm lại có thể hiểu là một cái sự kết hợp giữa cái công nghệ về thực tế ảo, virtual reality đúng không ạ? Cộng với cả những cái vật thể được lập trình và cái yếu tố social network nữa. Như vậy thì cái sự combo kết hợp ba cái yếu tố đó thì nó sẽ làm nên một cái thế giới mà chúng ta có thể tương tác, có thể va chạm, có thể trải nghiệm một cách rất là khác so với thế giới hiện tại bây giờ. Em nghĩ là bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào một cái phần mà các bạn của người trong môn nghề cực kỳ quan tâm, đấy là cái cơ hội về câu chuyện nghề nghiệp, làm thế nào mà chúng ta có thể có những cái cơ hội đấy trong cái thế giới mà Metaverse nó chắc chắn sẽ là xu hướng. Thì câu hỏi đầu tiên em muốn dành cho anh Linh trong cái phần 2 này, đấy chính là anh nghĩ rằng cái nghề nghiệp nào sẽ là cái nghề nghiệp mà mới xuất hiện, hoặc là sắp, xin lỗi, là sẽ sắp xuất hiện khi mà Metaverse trở thành một cái xu hướng. Nói về các công việc mà Metaverse có thể tạo ra được thì theo anh là nó sẽ chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là sẽ dành cho giới chuyên môn và những cái người gọi là pioneer, những người nghiên cứu và tìm thử đấy, thử nghiệm. Ví dụ như Facebook mở ra Metaverse cái thì ngay lập tức là sẽ có một lượng lớn các lập trình viên họ sẽ lao vào, họ sẽ nó giống cái công câu chuyện này nó sẽ giống như việc Apple làm ra iPhone và hệ điều hành iOS ấy. Khi iPhone mới ra và Apple mở ra một cái App Store để cho các lập trình viên là cứ lập trình trên cái platform ấy và đưa lên App Store để cho mọi người sử dụng các phần mềm của họ, thì Metaverse cũng vậy. Facebook mở ra và các lập trình viên sẽ lao vào để lập trình ra những cái interactive object,
ở trong thế giới Metaverse đấy, lập trình ra những cái programmable object đấy, trong thế giới đấy, để tạo cơ sở vật chất trong cái thế giới đấy. Và xong rồi sẽ có một cái store, không biết là Facebook sẽ độc chiếm cái store ấy hay là lại là open store thì không rõ. Đấy, và mọi người mua bán trao đổi lẫn nhau rồi mượn mõ đồ của nhau được. Liệu có mua, nếu mà áp dụng NFT thì có thể mua bán trao đổi peer to peer giữa người dùng với nhau, kiểu anh sở hữu cuốn sách ở trong trong thế giới đấy, anh có thể mượn hoặc là bán lại cho em, kiểu đó. Thế thì NFT nó làm được cái câu chuyện đấy rất tốt. Chứ theo kiểu em có một cái bức tranh đúng không, em sẽ bán cho anh Linh. Đúng rồi ok đó. Thì NFT phục support cho vấn đề rất tốt. Chứ còn nếu như cơ chế centralized của cái app store này nọ thì chỉ có là tất cả mọi người đều phải mua từ cái store đấy thôi. Ok, hay là đấy là với lập trình viên nhé, hoặc là như mọi người thấy là cơn sốt bất động sản ảo ở trong Metaverse chẳng hạn. Thực ra mà nói thì nó không, cái nhu cầu nó không lớn đến cái mức mà gọi chi mấy tỷ đô để mua một cái không gian, một cái bức phong cảnh như thế đâu. Anh nghĩ chỉ đơn giản là như thế này, khi mà nhu cầu sẽ có những cái tính năng họp đấy, họp với khách hàng hay là gặp gỡ nhân viên hay gì gì đấy, thì chúng ta sẽ có nhu cầu khung cảnh xung quanh để tạo mood hoặc là tạo feeling, và nó phù hợp với cái môi trường, cái buổi họp ý chúng ta muốn cái gì. Một buổi họp brainstorming về sáng tạo, nghĩ ra một tựa game mới, hay là một cái buổi họp lên plan phát triển một cái dự án như thế nào, thì nó sẽ đòi hỏi những cái nhu cầu về phong cảnh, môi trường xung quanh nó sẽ rất khác nhau. Và Metaverse này giải quyết được vấn đề đấy. Và cái câu chuyện này sinh ra là những cái ông kiến trúc sư về cảnh quan, những ông kiến trúc sư mà chuyên làm cái thiết kế cái phong cảnh trong resort, hoặc là những cái người làm nội thất sẽ lao vào thế giới Metaverse này, sáng tạo ra đủ kiểu không gian khác nhau phục vụ cho từng nhu cầu một. Đấy, và cái việc buôn bán, gọi là buôn bán bất động sản nhưng mà thực ra là buôn bán phong cảnh. Đấy, thì cũng sẽ thu hút những cái người theo kiểu chuyên môn như vậy. Rồi thì sẽ có một lượng các nghệ sĩ cũng thử nghiệm, cũng sẽ thử nghiệm xem những cái loại hình biểu diễn của họ chuyển thể lên đây sẽ như thế nào. Vì nhưng mọi người biết là bối cảnh dịch bệnh như thế này thì giới nghệ sĩ là bị ảnh hưởng nhiều nhất. Họ không thể đứng trên sân khấu để biểu diễn trước nhiều người được. Đấy, cái áp lực của họ rất là nặng. Và Metaverse có thể là một cái chìa khóa để giải thoát cho họ. Đấy thì thì anh cho rằng là ban đầu thì sẽ là những cái ông lập trình viên hoặc là những người research, những pioneer. Sau đấy thì là sẽ mở rộng nhiều hơn những cái người theo ngành chuyên môn. Đấy thì có người là thậm chí là nghệ sĩ kiểu hài kịch chẳng hạn, họ đứng giữa đám đông họ diễn hài thôi. Đấy. Thì anh cho rằng là ban đầu thì sẽ là những cái lớp người mà theo hướng chuyên môn. Còn đâu về sau khi mà cái Metaverse này nó hình thành lên một cái yếu tố mạng xã hội nó mạnh lên, tại sao lại là về sau nó mới hình thành được mà không phải ngay từ đầu? Thì anh cho rằng như thế này, một cái mạng xã hội nó sẽ phải là có đặc tính là sẽ có rất nhiều kiểu người ở trên cái mạng đấy, và lợi ích của mỗi người sẽ khác nhau. Họ sẽ có những cách kiếm tiền và phát triển bản thân khác nhau trên mạng xã hội đấy, thì nó mới, thì cái mạng ấy mới được gọi là mạng xã hội. Chứ nếu mà một cái mạng mà mọi người đều giống hệt nhau, đều cùng post một thứ, thì thực ra nó có thể một cái forum hoặc là một cái trang chuyên về một cái thứ gì đó thôi. Chứ còn yếu tố xã hội nó phải là có rất nhiều lớp người khác nhau, họ đan xen những cái yếu tố và quyền lợi và mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau như thế nào, tạo ra nhiều cách kiếm tiền khác nhau. Thì anh nghĩ rằng khi mà mọi người đủ đông và có bắt đầu sẽ hình thành nên có người thì bán hàng online trên Metaverse, chuyện bình thường, Facebook vẫn khó. Có người thì là KOL, chuyên phát ngôn, chuyên phát biểu, thậm chí có thể chính trị gia cũng lao vào đây, có thể là để diễn thuyết, để thu hút sự chú ý về những cái chiến dịch họ đang làm. Những NGO, những người hoạt động xã hội,
hay là đấy các bạn TikTok, các bạn làm TikTok, làm vlog cũng có thể bạn biểu diễn ở trên cái thế giới này. Thì đấy có nghĩa là cái lớp thứ hai lao vào đấy chính là những cái lớp xã hội, những cái công việc mà nó thuần túy thông thường đấy, như bán hàng online, làm các hoạt động quảng cáo branding, rồi thì các artist theo kiểu đường phố, hoặc là các bạn vlog TikTok đấy. Thì anh nghĩ này, và cơ bản thì anh thấy là ôi, nếu mà nói về tưởng tượng thì anh thấy nó vô vàn công việc luôn về thế giới này đấy, từ những người có kỹ năng chuyên môn cho đến những người làm những cái thứ chuyên về thiên về content, thiên về giải trí. Em hình dung là tức là nó sẽ có thể là những cái công việc hiện tại đang có, ví dụ những người làm lập trình viên, những người làm sáng tạo, những người nghệ sĩ, những cái công việc đang có, nhưng mà khi mà có cái metaverse nó ứng dụng vào thì nó sẽ thay đổi tương đối cái bản chất công việc của họ, đúng không anh Linh? Và ngoài ra thì có thể là sẽ có xuất hiện những cái công việc khác như anh nói, ví dụ như là môi giới bất động sản trong metaverse chẳng hạn, thì who knows đó, thì là một cái viễn cảnh mà em hình dung là rất thú vị. Nhưng mà anh Linh, em còn đang nghĩ đến một cái điều này, tức là khi mà metaverse nó thay đổi cái cách mà mình tương tác và mình làm việc, mình họp hành, mình trao đổi với nhau ấy, thì liệu chăng là gọi là cái creator economy, tức là cái nền kinh tế dành cho những người sáng tạo nhưng mà theo dạng cá nhân ấy, nó có phải nó sẽ lên ngôi và nó sẽ thay thế những cái công việc theo cái hướng là làm trong một công ty, mình phải đi đến văn phòng, mình phải thuộc về một cái pháp nhân, thuộc về một cái tập thể nào đấy. Thay vì thế thì trong tương lai có thể, em đây là ý kiến của em nhé, thì cái metaverse nó sẽ cho phép mọi người hoạt động độc lập như là một cái freelancer. Thì em đã hình dung được một cái viễn cảnh như vậy, và mọi người hoàn toàn có thể là ok, hôm nay tôi đi ra cà phê, tôi bật cái chế độ đó làm việc lên và tôi vẫn nhìn thấy cái màn hình ở trước mặt tôi, tất nhiên người khác thì không thấy, đúng không? Và tôi có thể làm được những công việc đó, hoặc là một cái người khác, một người tôi cũng hoàn toàn có thể đi ra một chỗ khác để mà làm, hoặc tôi ngồi ở nhà. Thì anh Linh nghĩ sao về cái xu hướng đấy, và liệu là trong tương lai mọi người sẽ dần dần gọi là không còn quá quan tâm, quá câu nệ chuyện là phải đi làm cho công ty nữa, mà tôi có thể gọi là đi làm theo hướng là freelance nhiều hơn. Thật ra anh nghĩ là sẽ không có chuyện là chúng ta một cái mô hình nào đó nó sụp đổ hoàn toàn, nó không còn gì Đúng rồi. mà để chuyển sang một cái mô hình mới đâu. Anh nghĩ nó chỉ đơn giản là câu chuyện là ok, cái môi trường metaverse này do cái vấn đề feeling này unlock được các cái cách thức truyền đạt với nhau nó tốt hơn này, thì như vậy là hoặc là như em cứ tưởng tượng là khi mà có một bạn freelancer làm với team của các em để sản xuất một cái thứ gì đấy, bạn ý thiết kế cho em hoặc là bạn ý nghĩ hộ em một con game như thế này như thế kia, thì những cái hình thức giao tiếp của chúng ta từ trước đến giờ từ xa ấy, nó rất bị hạn chế. Nhiều khi nhá, chat với nhau, ôi khó diễn đạt quá, thôi chúng ta call với nhau đi, call với nhau cảm thấy không đủ, hay là hẹn nhau một ngày nào đó lên văn phòng viết 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 hết ra cho dễ đấy. Thì cái mấu chốt ở đây đấy chính là cái việc là cái năng lực truyền đạt nó đến đâu, cái gặp gỡ nhau trực tiếp truyền đạt tại một ngồi ngay tại phòng họp nó là ngon lành nhất đấy. Xa hơn thì bắt đầu là video call, xa hơn nữa thì gọi chat tít, rồi email đấy. Thì anh nghĩ là metaverse rõ ràng năng lực truyền đạt về visual, về âm thanh, về hiệu, về cảm xúc không gian nó tốt hơn rất là nhiều, và nó sẽ cởi trói cho các bạn freelancer. Nhiều khi bọn anh làm game cho khách hàng là không chọn freelancer, chỉ chẳng qua là không phải, chưa nói gì về năng lực của freelancer, nhiều khi đấy là nó chỉ là vấn đề về năng lực truyền đạt thôi đấy. Thì cái metaverse này cũng sẽ làm giảm bớt đi những cái khó khăn trong việc làm từ xa, và nói chung là công chuyện là nó sẽ giải thoát cho cái vấn đề làm từ xa rất là nhiều. Thế nên là ok, chúng ta sẽ có thể là sẽ có nhiều người chuyển sang làm freelance hơn vì hiệu quả truyền đạt tốt rồi, hoặc là thậm chí là các công ty cũng sẽ có cái chính sách về sử dụng nhân lực linh hoạt hơn, thay vì là ngồi hết tập trung tại một chỗ thì bây giờ ngồi phân tán ở khắp nơi, thì chúng ta sẽ tận dụng được nguồn lực tốt hơn đấy. Thì anh nghĩ là Không phải mất ok, tiền thuê văn freelancer phòng. đúng rồi, không không mất tiền thuê văn phòng luôn nhé, sướng đấy, giảm thiểu chi phí rất là tốt đấy. Thì anh thấy là ok, freelancer sẽ nhiều, anh nghĩ là tốt chứ sao, nguồn lực được tận dụng triệt để hơn.
Em nghĩ là liên quan đến cái chủ đề này, bọn em đã hỏi các bạn xem là các bạn có câu hỏi thắc mắc gì không, thì bọn em cũng đã nhận được tương đối một số các cái câu hỏi, thì bây giờ em sẽ nhờ anh đi giải đáp nhé. Đầu tiên là có một bạn hỏi như sau: tính chất của các công việc liên quan tới AR VR sẽ là như thế nào, và những công việc này có tiềm năng ở Việt Nam hay là trên thế giới trong khoảng 5 đến 10 năm nữa hay không? Và liệu có cái chương trình đào tạo nào về Metaverse ở Việt Nam hay nước ngoài hay không? Đó, tóm lại là bạn hỏi về tính chất này, và có tiềm năng hay không, và có chương trình đào tạo hay không ạ? Anh Linh có thể giúp em giải đáp câu hỏi này. Thật ra Metaverse thì nó vừa mới ra mắt cách đây không lâu, chắc là trong vòng 1 tháng vừa rồi thôi thì phải, anh nhớ không nhầm bạn. Thì cơ bản đã như lúc nãy anh cũng chia sẻ là Metaverse thực ra mà nói nó hiện giờ đang là một khái niệm rất là mờ, nó chỉ có một số các cái đặc tính đặc trưng nhất định, có thể là theo cái hướng như anh vừa chia sẻ. Bản thân cái anh chia sẻ về ba cái yếu tố để tạo nên Metaverse lúc nãy thực ra cũng chỉ là từ cái hiểu biết và cảm nhận của anh thôi, sẽ có những người lại tin theo hướng khác. Thì anh cho rằng là cơ bản là sẽ chưa thể có một cái khóa học nào cụ thể nói là về Metaverse, nhưng mà các bạn có thể hình dung là ok, những cái công nghệ có thể đi theo Metaverse được, có thể những công nghệ blockchain liên quan đến NFT chẳng hạn đấy, hoặc là gì nhỉ, các kỹ thuật lập trình thông thường thôi. Vì thực ra mà nói dù là Metaverse hay là bất kỳ cái gì cũng đều phải lập trình từ các ngôn ngữ căn bản thôi, thì có thể học Python, học C hay gì đấy, hoặc là các ngôn ngữ mới đi theo các nền tảng khác nhau. Rồi thì chúng ta có thể là mua một bộ kính VR về để lập trình Unity chẳng hạn, ví dụ thế, để làm việc thử với cặp kính xem như thế nào, xem chúng ta có thể làm được cái gì hay không. Hoặc là chúng ta có thể là nghiên cứu nhiều hơn về các cái game trong xã hội ngoài đời hiện tại, những cái thứ mà không phải là đồ digital nhé, và thử xem là có thể chuyển thể những cái trò chơi ý vào thế giới Metaverse hay không. Cực kỳ thú vị luôn, có rất nhiều thứ có thể nghiên cứu được đấy. Và cơ bản là ok, nếu mà tìm các khóa học thì chỉ có những cái khóa học căn bản như thế thôi, học lập trình cụ thể là cái gì, muộn hoặc là lập trình game VR cụ thể là nó ra sao, hoặc là học lập trình blockchain như thế nào, smart contract như thế nào, kiểu kiểu như thế. Chứ còn đâu sẽ không có khóa học nào toàn diện với Metaverse nó là gì đâu. Tóm lại là để mà học hay là để mà nghiên cứu thì mình vẫn luôn phải bắt đầu từ những thứ căn bản đúng không anh? Còn em nghĩ là cái cơ hội tương lai của nó thì sẽ đến phần nhiều vào các cái ý tưởng sáng tạo của các cái dự án, khi mà mọi người có ý định kết hợp những cái thứ bình thường đưa vào trong cái thế giới đấy. Ok, và tiếp theo một câu hỏi thứ hai nữa em muốn dành cho anh Linh. Một bạn hỏi là cho em hỏi thị trường việc làm về AR ở Việt Nam hiện nay đang như thế nào? Em đang học lập trình mobile và muốn sử dụng AR vào ứng dụng của mình thì nên dùng nền tảng nào? Bản thân công ty anh thì cũng đang khai thác khá nhiều về AR. Trong 2 năm vừa qua là bọn anh bán được khá nhiều những cái làm được khá nhiều dự án cho khách hàng mà là sử dụng kỹ thuật AR. Cái điển hình nhất đấy là ứng dụng vào quảng cáo trên Facebook ấy. Facebook nó có cái là Facebook AR filter ấy, Spark AR ấy. Đấy thì là khách hàng tìm đến bọn anh để sản xuất cái này rất là nhiều. Nó là một hình thức mới, thay vì là những cái bài post hay là những cái tấm ảnh và những cái bài viết gì gì đấy thuần content ở trên Facebook, thì bây giờ là khách hàng muốn có một cái cách thức tương tác với nhãn hàng tốt hơn. Nó cũng là một dạng activation nhưng mà online đấy, trên môi trường Facebook. Thì khách hàng tìm đến bọn anh và AI rất nhiều. Thì theo anh cho rằng thì thị trường việc làm liên quan đến AI, VR thì hiện giờ chủ yếu vẫn là các cái công việc liên quan đến giới truyền thông marketing, cụ thể là phục vụ cho các cái chiến dịch truyền thông của các nhãn hàng quảng cáo đấy, đại loại liên quan đến lĩnh vực quảng cáo. Vì quảng cáo là cần những cái cách thể hiện mới lạ, cái hình thức trải nghiệm mới đấy, thì tiên phong nhất đấy chính là các ông làm về marketing. Thì AR cũng có thể là em tìm được các công việc liên quan đến game. Bây giờ các cái dự án game rất là nhiều, nhất là game NFT, game blockchain, bản thân bọn anh cũng đang làm. Thì để thuyết phục các cái nhà đầu tư tốt hơn thì bọn anh cũng ưu tiên phát triển các phiên bản VR với cả các cái phiên bản AR nhiều hơn. Đấy thì
Thì đấy, nếu mà em có muốn tìm kiếm các cơ hội việc làm liên quan đến AR, VR thì có thể consider tham gia vào các cái công ty làm quảng cáo, công nghệ quảng cáo nhé, hoặc là các cái công ty làm game. Đấy, đấy là những nơi mà có nhiều cơ hội nhất. Ví dụ cái game của bọn anh là một cái thế giới mà thế giới vũ trụ mở, xong rồi mọi người điều khiển các phi thuyền đi khai thác rồi đi bắn nhau chiến đấu. Thì cái phiên bản VR là nó chuyên dụng, có các cái UI, cái lớp giao diện đấy điều khiển để chuyên cho cái bạn mà đóng vai trò một lãnh đạo, một một chỉ huy của một hạm đội, điều khiển tất cả những thành viên khác là phải theo chiến thuật này, kéo thả, kéo này đội này tách ra sang bên kia, đội này tiến lên rồi đấy đấy kiểu thế. Thì điều khiển bằng VR rất là đẹp, rất là ngầu luôn đấy, giống như cái hồi trước anh xem cái phim Lạc Ngoài Không Gian, phim từ năm 98 rồi. Nó chỉ có một cái đoạn là cái đứa con nhà Robinson dùng công nghệ hologram, có nghĩa là dùng một cử chỉ tay để điều khiển con robot đi bắn cái bọn bọn ngoài hành tinh ấy, mà cái cảnh ấy nó ngầu vãi ra, nó khiến cho anh rất mong muốn là chuyển thể được được vào con game như thế. Đấy thì cái phiên bản VR game của bọn anh sẽ áp dụng cái đấy, và nó chỉ chuyên dụng để phục vụ là điều khiển một cái chiến dịch chiến đấu. Ok, rất là cool. Em muốn hỏi anh đi một câu nữa là mình với tư cách là một cái người trẻ đi, ví dụ một bạn học cấp 3, một bạn học đại học, mình cần có sự chuẩn bị tâm thế như thế nào để mà đón đầu cái xu hướng này? Ví dụ như em nghĩ là không cần phải bắt đầu từ những cái quá cao siêu, mình có thể gọi là bắt đầu tìm hiểu nhập môn về nó như thế nào để mà mình không bị gọi là lạc hậu hay không bị tụt hậu lại khi mà cái trend, cái xu hướng đấy nó trở thành một điều tất yếu. Anh đang hiểu là các bạn cần có những cái bước tiến, những cái nấc thang ban đầu như thế nào để đón đầu cái xu hướng, mà nó không phải theo kiểu là cần đầu tư quá nhiều hay Đúng rồi, đúng rồi. đúng không? Theo kiểu không cần phải đầu tư quá Ừ. nhiều Với thì tư cách mới là một cái người rất là trẻ thôi, đúng rồi. ừ. Vâng. Thì theo anh là trong cái thế giới Multiverse này thì chúng ta sẽ cần những cái người có năng lực về content này, năng lực kỹ thuật công nghệ này, rồi thì năng lực về sáng tạo nghệ thuật. Thì anh nghĩ rằng là mọi thứ cơ bản thì nó chỉ là một cái khái niệm mới mà thôi, giống như là các bạn trẻ bây giờ tiếp cận với TikTok rất nhanh thôi, có nghĩa là TikTok nó sinh ra như thế nào rồi nó phổ cập ra sao, và nó dần dần đi vào giới trẻ như thế nào thì theo những cách rất tự nhiên. Và anh nghĩ cũng cơ bản là cũng chẳng cần phải phải có một cái sự chuẩn bị nào đó nó quá căng thẳng đâu. Anh nghĩ là Metaverse nó vẫn chỉ là một cái môi trường tạo điều kiện tốt hơn để chúng ta chuyển thể được những cái công việc hiện tại của chúng ta vào cái thế giới một cách trọn vẹn, hoặc là nó expo mạnh hơn, Thú vị hơn. thú vị hơn. Đã. Thế nên là cơ bản là hiện giờ chúng ta, ví dụ nếu bạn là theo có xu hướng là làm nghệ sĩ, có thể là người vẽ tranh hoặc là người người làm nhạc gì đấy, thì chúng ta cứ làm mạnh những cái giá trị căn bản của chúng ta lên. Ông làm lập trình viên thì ông cứ học lập trình đi, lập trình web ban đầu cũng được này nọ. Hay là ông làm game thì ông cứ làm tốt game hiện tại của ông đi. Rồi vào Metaverse này thì thực ra nó chỉ là một bước chuyển đổi hơn một tí thôi. Đấy, và đâu những cái khái niệm hơi mới mới hoặc là cái sự khác khác biệt mới thì thực ra tiếp cận rất nhanh. Như hồi anh có được cái bộ HTC Vive đầu tiên để nghịch thử ấy, thì anh mới thấy rằng lập trình HTC Vive để chơi VR ấy, thực ra nó chả khác gì lập trình game 3D cả. Nó khác một chút nhưng mà những cái khác biệt ý học rất nhanh, tiếp cận rất nhanh. Thì tìm hiểu một hai ngày phát là biết được ngay mình cần code như thế nào, phải làm gì. Đấy, nó không quá lớn đâu, khoảng cách không quá lớn. Em nghĩ là vậy thì đến cuối ngày thì những cái mà mình cần gọi là để mà chuẩn bị ấy, thì sau cùng vẫn là gọi là những cái về về bên trong và những cái cơ bản gọi là cái cảm nhận về về cái cuộc sống, những cái ý tưởng sáng tạo, những cái góc nhìn mới hay những cái ý tưởng hay thì nó sẽ là gọi là cội nguồn của tất cả mọi thứ. Còn gọi là chúng ta có metaverse hay chúng ta có cái gì gì nữa một cái tầng cao hơn thì nó sẽ là những cái lớp áo thôi, và bản thân vẫn phải là xuất phát từ cái trí tưởng tượng của con người. Thì em nghĩ đấy đấy là một cái point rất là hay. Thì thật ra khi mà mình nói rộng hơn với cái chủ đề metaverse này thì làm em liên tưởng đến những cái vấn đề mà em nghĩ là
xa hơn ấy, khi mà chúng ta nhìn xa hơn thì có lẽ là khi mà công nghệ nó phát triển quá nhanh ấy, thì đôi khi là những cái vấn đề về những cái cơ bản về đạo đức hay là về triết học, những cái gọi là căn bản nhất nó đang bị thách thức và bị phá vỡ. Ví dụ như là hồi lâu lâu rồi em có xem một cái bộ phim trong cái series Black Mirror, tức là cái series gương đen rất là nổi tiếng của Netflix, thì có một cái tập là Striking Vipers, nếu mà em nhớ không nhầm. Anh cũng Trong có cái tập xem. đấy thì có đó nếu mà anh có xem cái phim đấy thì trong tập đấy có hai cái anh bạn này, hai anh bạn này thì ở ngoài rất là bro, rất là kiểu hai 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 anh chàng chơi từ bé với nhau, xong rồi tự nhiên một ngày có cái game từ thuở ấu thơ nó kiểu được ứng dụng VR vào đấy, và kiểu chúng ta có thể cảm nhận mọi giác quan ở trong cái game đấy, thì bỗng nhiên hai anh ấy khi mà chơi cái đấy thì tự nhiên lại kiểu có tình cảm với nhau ở trong game, và lúc đấy băn khoăn không biết là mình là thẳng hay cong, không biết là rốt cục thì kiểu ở ngoài thì vẫn là anh em tốt nhưng mà ở trong game thì lại yêu nhau, thì không biết ô bây giờ phải làm thế nào. Thì anh Linh nghĩ sao về cái câu chuyện đấy, tức là khi mà công nghệ nó đem đến cho mình những cái cơ hội mới như vậy thì nó đang phá vỡ hay thách thức những cái quan niệm cơ bản về đạo đức hay về cách mà chúng ta nhìn cuộc sống bình thường, thì mình nên ứng xử với cái chuyện đấy như thế nào? Đúng đúng cái phim này nó gợi cho mình một cái thứ, một cái hiện tượng mà có thể đoán được trong tương lai khi mở ra Metaverse. Một ông thì dùng avatar là vẫn nam, có nghĩa đi cùng giới tính thật của mình. Một ông thì lại dùng nhân vật nữ. Anh chơi game Đó. nhiều khi anh vẫn dùng nhân vật nữ hay thôi. Đấy, xong rồi đi nói chuyện với bọn bọn nam giới dễ hơn hẳn luôn đấy. Kiểu thế, hoặc là kiểu như là thấy con kia là gái ấy, thế nên là không trách, kiểu vào combat thấy hơi Bằng thấy tí thì nó đỡ chửi, kiểu kiểu thế. đúng Thì anh nghĩ là ở cái không? trường hợp như Black Mirror họ thể hiện ra thì cũng thú vị thật, nhưng mà nó khiến cho anh liên tưởng đến một cái câu chuyện, hay là như cái clip của Bích Phương ấy, đi đu đưa đi ấy, thì phải. Đấy thì cũng Đúng đúng. đấy, trong cái thế giới ảo đấy Chuẩn cũng luôn, là chuẩn gặp luôn. một chàng trai đúng không, xong rồi cuối clip hóa Đó. ra đến phòng của đứa kia Hóa thì hóa ra ra cũng cũng một bà cụ. Và bản chất hai đứa đều là là hai bà cụ chứ cũng phải hai, đúng rồi, chứ không phải hai đứa trẻ trâu luôn. ý tưởng rất hay. Đấy. Thì anh nghĩ rằng là nó có thể, trước mắt là chúng ta lại đối diện với một cái bài toán phá vỡ những cái sự cân bằng của thế giới vốn có, vì chúng ta đang phá vỡ những cái quy luật rất là cốt lõi tự nhiên trong xã hội, thì kiểu gì nó cũng sẽ tạo ra một số các cái sự phát triển nó khá là khác lạ so với thông thường chúng ta hay thấy. Thì anh nghĩ, hoặc là liên tưởng đến một câu chuyện khác, ví dụ như Facebook chẳng hạn, mạng xã hội nhé, thì nó phải là có chiều hướng này chiều hướng kia. Ví dụ Facebook, ngay cái việc mà họ chỉ có nút like mà không có nút unlike ấy, nó khiến cho những người mà phát ngôn tiêu cực, hoặc là những cái người gọi là attention whore, những người mà gây sự thu hút Luôn muốn bằng sự chú ý. đấy, thu hút sự chú ý nhiều khi bằng những cái phản ứng trái chiều ấy, thì nhiều khi họ vẫn thấy là lượng like, lượng tương tác cao, à họ đang được chứ không phải là họ đang mất, làm cho cái cảm xúc của họ, cái nhận thức của họ về sự đúng đắn nó bị sai lệch đi. Thì đấy cũng chính là một cái vấn đề của Facebook khi không có nút unlike, đấy, kiểu kiểu thế, hoặc là không có những cái hình thức nó thể hiện mapping rõ hơn với cái đáng ra mà họ phải cảm cảm nhận được, phải nhận thức được. Đấy, như là với Facebook thì cuối cùng là một lẽ dễ hiểu, một một điều rất dễ hiểu thôi, là Facebook càng ngày càng đi xuống do những cái chiều hướng content theo kiểu thu hút như thế, xong dần dần mọi người chán, do những cái người kia, người ta càng thấy được đà là người ta phát triển mạnh nó lên, và cuối cùng mọi người đều thấy chán cái điều đấy, Facebook trở thành một màu và người ta sẽ không tương tác xã hội theo kiểu ý nữa. Đấy, thì anh nghĩ rằng Metaverse, nếu mà trong trường hợp mà xảy ra cái câu chuyện tương tự như Black Mirror mô tả, có thể nó sẽ đưa ra đến hai cái kết cục. Kết cục thứ nhất là sẽ giống như Facebook đang bị thoái trào, do là đấy, mọi người cứ đổ dồn sang những cái nội dung câu view, câu viết bất chấp là trái chiều hay là xuôi chiều, rồi thì content một màu, và hoặc là những người mà theo kiểu chia sẻ những cái thứ thật lòng, những cái thứ họ tâm đắc, nhưng mà nó có thể hơi hàn học một chút chẳng hạn,
thì người khác không nghe, Facebook nó không làm tốt được cái điều đấy, thế nên là dần dần là cái mạng ấy nó sẽ bị tan vỡ. Đấy, cái đấy là một kết cục thứ nhất có thể đoán. Hoặc kết cục thứ hai nó cũng có thể là đem lại cái bài học tốt cho loài người thì sao? Ví dụ như là khi anh ví dụ như cái chuyện Hoàng Thùy Linh bị lộ deepfake ngày xưa ấy. Cái hồi nhá, về bản chất xã hội nhìn vào à cảm giác bọn trẻ bây giờ nó lớn nhanh quá rồi thì nó sớm đi theo những cái xu hướng ấy, cảm giác nó mất nhã kiểu kiểu đấy, xã hội nó không hay lắm, băng hoại lắm đấy. Tuy nhiên là một góc độ khác anh nhìn thấy thì cái đợt leak video ấy nó giống như là một cái cuộc cách mạng về tình dục, về văn hóa tình dục trong giới trẻ. Anh thấy mọi người đều nói với sách với một thái độ cởi mở hơn hẳn. Trước đây là anh không thấy ai nói thẳng trực tiếp đấy. Cái đợt ý là thậm chí một số đứa bạn anh hoặc là một số đứa một em nào đấy nhá, anh quen trên nhóm Olympia nhá, chat với anh ơi có clip này của Hoàng Thùy Linh không? À, lúc ấy anh cứ ngớ người ra bảo tại sao em mà có thể hỏi anh được những cái kiểu nó sẵn sàng đến như vậy kiểu kiểu thế. Nhưng mà đấy, về sau anh nhận ra rằng à thực sự Hoàng Thùy Linh đem đến một cuộc cách mạng tình dục. Và hoặc là như cái phim Fanes anh xem ở trên Netflix ấy, thì anh đạo diễn Swarovski chuyển thể được cái tư tưởng của tự do tình dục. Lần đầu tiên anh cảm thấy cái vẻ đẹp của tự do tình dục nó mạnh như thế, và anh thấy là à thực ra nó có gì đâu, nó anh cảm giác nó chính là một nấc thang mới của loài người cần chinh phục về tư tưởng. Và anh cho rằng là ok, cái trường hợp như Black Mirror thể hiện ra thì có thể nó chính là những cái đà để cho con người nhận thức tốt hơn về tình dục, bản chất nó là cái gì và suy cho cùng nó là ở phạm trù như thế nào mà thôi. Đấy, nhiều khi ở trong phim hai ông đứng giữa ở trong game thì là ok, có sự cuốn hút lẫn nhau, nhưng ra ngoài hai thằng này cứ thắc mắc mãi không biết là do mình yêu thằng kia hay là như thế nào, thì ra ngoài hôn thử nhau xem thế nào, ui hôn sợ quá, kinh quá, có cảm thấy cảm xúc gì cả này nọ. Thì anh nghĩ rằng có thể nó là một liều thuốc hay, hoặc có thể là nó lại đem đến một cái sự mất cân bằng và khiến cho cái mạng xã hội nó bị sụp đổ chỉ vì là do nó mất cân bằng như Facebook ấy. Đấy thì em nghĩ nó hơi triết học một tí. Đúng, em nghĩ là nó hơi cao xa một tí và nó hơi trừu tượng, nhưng mà đúng là đấy là những cái thứ mà chúng ta sẽ phải đối mặt khi mà công nghệ nó xâm nhập quá là sâu vào cái đời sống bình thường của mình, và gần như là mình phải đối diện với cái chuyện đấy. Và em nghĩ là có lẽ đến thời em hay là anh, khi mà mình có con và kiểu con của mình bắt đầu phải đối diện với những cái chuyện đấy, và có thể mình sẽ phải kiểu lúc này mình tự đặt lại cái câu hỏi như bây giờ em với anh đang hỏi nhau, đấy là ok mình có thể chấp nhận những cái chuyện đấy đến ngưỡng nào và cuối cùng thì bản chất của nó là gì đó. Thì em nghĩ là thực sự rất là thú vị để khi mà hình dung một cái thế giới có metaverse và nó thay đổi mọi thứ, từ công việc, từ cách chúng ta tương tác và từ cách chúng ta kiểu nhìn nhận về những cái giá trị cốt lõi của con người nữa đó. Ok, em nghĩ là ngày hôm nay thì mình cũng đã trao đổi khá là thú vị và cởi mở về Metaverse nói riêng và tất cả những cái vấn đề liên quan đến tương lai công nghệ nói chung rồi. Thì để chốt lại chương trình, anh Linh có muốn nhắn nhủ một cái điều gì đến các bạn trẻ không, những bạn mà đang theo dõi cái chương trình này? Thì anh nghĩ rằng có một cái vấn đề mà mình chưa đề cập đấy chính là mọi người thì anh thấy có khá nhiều người cho rằng là anh em startup hay là giới marketing hiện giờ đang đổ xô theo một cái trend mà thực ra chỉ để làm bầu hay là làm fake thôi. Nhưng mà anh nghĩ rằng đây là một cái cơ hội rất là tốt, nó sẽ tạo ra công ăn việc làm cho rất nhiều người, và chúng ta có được những phương thức làm việc và phối hợp với nhau tốt hơn, và nó có nhiều ứng dụng hay hơn, giải trí chất lượng hơn. Đấy, thì anh nghĩ rằng đây là một cơ hội rất tốt để chúng ta lao đầu vào để phát triển ra một cái nền kinh tế mới, là một cái cách thức chúng ta làm việc mới hiệu quả hơn, một hình thức lao động mới. Đấy, thì nó là một cơ hội rất là hay, chứ nó không phải là trend theo nghĩa kiểu làm ảo đâu, phù phiếm. Phù phiếm.
Okay, em cũng rất là đồng tình với anh Linh, và em tin là nếu mà mình nhìn nhận nó một cách thực sự là bản chất, thực sự là nghiêm túc, thì mình sẽ thấy đây là một cái tiềm năng lớn và chúng ta có thể nắm bắt được để tạo cho mình những cái bước đà nhanh hơn và mạnh hơn, tiến vào thế giới tương lai chẳng hạn thế. À, vâng, rất là cảm ơn anh Linh đã tham gia với người trong nghề trong cái buổi trò chuyện ngày hôm nay. À, và các bạn nào có quan tâm hay bất kỳ thắc mắc nào với những cái nghề nghiệp, những cái câu hỏi về lựa chọn định hướng, thì các bạn có thể gửi tới cho chúng mình qua fanpage Người Trong Môn Nghề. Đừng quên like, subscribe và hãy để lại bình luận của bạn ở dưới clip này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.